Rồi, hello anh em nhé. Đó thì hôm nay tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, hôm nay mình lại lên giới thiệu cho anh em một chiếc Rebel anh em nhé. Đó, Rebel này phiên bản 3 đĩa này anh em. Đó, 300 phân khối nha. Đó, đây form xe từ xa anh em nhìn thấy có đẹp không? Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, mẫu cổ điển. Bắt đầu vào phần chi tiết một chút xíu nha anh em. Đó, con này thì đăng ký từ 2009. Đó, 2009 đến giờ nha anh em. Đó, phiên bản đủ. Bản đủ thì nó sẽ có cho anh em két nước này. Đó, quạt tản nhiệt đằng sau nữa nha, máy nóng mà quay quạt tản nhiệt này. Bộ chế này là bộ chế đôi nha anh em. Đó, hai bộ chế này. Đó, Rebel nhá. Máy thì là máy đôi. Đó, tích hợp ra một hai máy mà tích hợp ra hai bô sau này anh em, nhìn rất là ngầu nhá. Đó, một chút xíu mình sẽ lổ bô cho anh em nghe tiếng bô cực kỳ phê luôn nhá. Đây anh em. Đó, liềng là liềng hoa nhá. Một đĩa trước có hai đĩa trước, à một đĩa sau hai đĩa trước nha. Con này thì đăng ký biển Bình Phước nha anh em. 93. Đó, A6 7 lút nha anh em. 0007. Đó, cực kỳ đẹp này. Xin nhan độ ra cho anh em nhìn siêu ngầu luôn nhá. Đó, đằng sau cũng vậy luôn. Đó, nói chung là dàn chân, dàn sơn, dàn xi con xe này đang còn cực kỳ là đẹp luôn anh em nhá. Đó, lốc lồi có thể soi gương được luôn nhá. Đó đây anh em. Đó, gác chân này. Đó, vẫn đang hoạt động bình thường nhá. Máy đôi sói này, đấy, còi đôi luôn nhá. Đó, đằng trước hai đĩa trước này. Đó. Bây giờ mình sẽ test máy cho anh em mình nghe nhá. Đó, đằng dòng này thì nó có cả mặt đồng hồ trên bình xăng này anh em. Đó, mặt đồng hồ trên bình xăng nhìn rất là tiện này. Ghi đông chữ CC nhỏ đây nhá. Đó, bây giờ mình sẽ test máy thử cho anh em mình nghe này. Đây, chỗ đó đây. Đó, tiếng này nổ cực kỳ dễ thôi anh em. Đó, con này thì nó hú nha anh em nhá. Đó, máy này nghe cực kỳ phê luôn nhá. Đó. Không có một tiếng giọng nào nhỏ luôn nha anh em. Đó, còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu thứ gì cho anh em hết. Đó, đèn này siêu sáng luôn nhá. Đó, đèn này, đó, bảy sắc cầu màu luôn nhá. Xi nhan thì nghe cái hai này, đó, cực kỳ đẹp nhé. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc Rebel, đó, phiên bản 3 đĩa này, thì anh em cứ bình luận phía dưới giúp mình nhé. Đó, cửa hàng mình thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn nha anh em. Đó, rồi ok.